Dạ vâng, buổi livestream sẽ bắt đầu ạ. Dạ, lời đầu tiên xin cảm ơn các cô chú, anh chị cũng như các bạn khán thính giả đã đón xem buổi livestream ngày hôm nay với chủ đề bệnh nhân viêm gan siêu vi B, C cần làm gì trong đại dịch Covid. Và kính thưa quý vị, đại dịch Covid đã làm xáo trộn cả thế giới và chính nó đã làm gián tiếp cho các căn bệnh khác trở nên bị quên lãng, khi rất nhiều bệnh nhân vì lý do bất khả kháng phải tự mình quyết định không tìm đến cơ sở y tế được thăm khám. Và những bệnh nhân viêm gan B, C là một trong những người cần chú ý đến việc điều trị được bệnh Covid này, vì ở Việt Nam chúng ta thì tỷ lệ viêm gan B dao động ở mức 10-20% dân số, và chính nó cũng là nguyên nhân gây ung thư gan ở Việt Nam. Thì với tinh thần chung tay vì cộng đồng thì chúng tôi rất hân hạnh có được sự hưởng ứng và giúp đỡ của thạc sĩ, bác sĩ cô Vũ Thị Thúy Hà, giảng viên bộ môn nhiễm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ em xin mời cô ạ. Dạ cô. Chào chào Như và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về đề tài là bệnh nhân viêm gan siêu vi B, siêu vi C cần làm gì trong đại dịch Covid. Theo quý vị thì cái điều gì quan trọng cần làm đầu tiên à? Chắc quý vị cũng đoán ra phải không à? 5K không phải hô khẩu hiệu, thật sự quan trọng từ đáy lòng. Đây là một cái chuyện hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng và liên quan tới cái chuyện sống còn của chúng ta trong cái trận đại dịch khủng khiếp này. Tối hôm nay nhờ cũng là sự nỗ lực và hy sinh của rất là nhiều những người ở những cái trận tuyến đầu, cho nên chúng ta may mắn là còn được bình an để cùng trao đổi với nhau xem là chúng ta cần làm gì để có thể đối phó lại với cái viêm gan siêu vi B, siêu vi C trong hoàn cảnh này. Và bây giờ thì đầu tiên cũng giống như MC Như đã nói thì dân xứ mình thì siêu vi B là nhiều nhất, và chúng ta xin bắt đầu với những điều mà bệnh nhân viêm gan siêu vi B cần lưu ý. Bệnh nhân viêm gan siêu vi B ở xứ mình đó, nếu mà đang uống những cái thuốc đặc trị, cụ thể cái tên cái là tenofovir hoặc là entecavir, thì phải tiếp tục duy trì cho tới khi nào mà có thể tới để mà đi tái khám được. Và quý vị nhớ cho là có nhiều người đã điều trị rất là nhiều năm rồi, nói là bác sĩ ơi, định lượng của tôi đã dưới ngưỡng, men gan tôi đã bình thường rồi, như vậy là tôi đã hết bệnh rồi. Xin thưa không phải đâu quý vị. Cái định lượng dưới ngưỡng và cái men gan bình thường đó chỉ nói lên được là cái thuốc mà quý vị uống á, nó còn hiệu quả, chứ nó không phải là tiêu chuẩn thương thuốc. Cho nên nếu mình cứ thấy định lượng dưới ngưỡng men gan bình thường, rồi lúc khó khăn quá thì mình để yên, mình ngưng thuốc một cái siêu vi mà nó bùng lên thì thảm họa vô cùng. Và qua những cái đợt dịch trước thì ở tại bệnh viện nhiệt đới chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều những cái cảnh đau lòng do cái việc mà tự ý bỏ thuốc này. Cho nên xin thưa quý vị là cố gắng phải duy trì thuốc. Nếu quý vị nào mà đang uống thuốc điều trị siêu vi B á, quý vị cầm cái hộp thuốc lên và nhìn cho kỹ nha. Trên cái hộp thuốc mà quý vị quen dùng đó, nó có một cái dòng chữ rất là nhỏ ở dưới. Cái dòng chữ nhỏ đó mới là tên gốc, và quý vị sẽ thấy cái chữ tenofovir hoặc là entecavir ở cái dòng chữ nhỏ đó. Còn cái dòng chữ to ở trên á thì rất là đẹp ha, nổi bật lắm. Nhưng mà cái đó chỉ là thương hiệu, và thương hiệu thì nó có thể thay đổi rất là nhiều. Cho nên bây giờ dịch bệnh mà quý vị phải nhờ người này người kia mua thuốc, hay là nhờ những nhà thuốc gửi thuốc tới nhà đó, thì rất là khó lòng mà chúng ta kiếm được y chang cái thương hiệu cũ như chúng ta đã quen dùng. Cho nên chỉ cần quý vị mua được đúng cái tên gốc, tức là mình nhìn kỹ cái dòng chữ nhỏ nó đúng cái chữ tên gốc là tenofovir hoặc là entecavir nha. Rồi bây giờ entecavir thì nó đơn giản, nó chỉ có một loại. Nhưng mà nếu là tenofovir đó quý vị, thì quý vị để ý thêm dùm nó cái hàm lượng. Nó có hai loại, loại 300mg là phổ biến nhất, cái là loại cổ điển đó, và thường được lãnh trong bảo hiểm y tế từ trước tới giờ là cái loại cổ điển. Mời cái slide lại. Là cái loại cổ điển thì cái loại mới là nó lại hàm lượng nó khác hẳn, nó chỉ có 25mg thôi quý vị. Thì cái hàm lượng 25mg của thế hệ mới này, ưu điểm là nó tập trung ở gan, cho nên ít ảnh hưởng thận, ít ảnh hưởng xương, đương nhiên là nó mắc tiền hơn đó. Nhưng nó vẫn có cái khuyết điểm nha, tức là cái loại mới này nè, mắc tiền như vậy đó, nhưng không dùng cho phụ nữ có thai được, và không dùng cho người đã gọi là sơ gan mất bù. Nói tóm lại,
trong cái hoàn cảnh dịch bệnh thì đôi khi chúng ta không thể nào mua được y hịch những cái thuốc như chúng ta mong muốn, nhưng trong trường hợp nào chúng ta có thể linh động được. Tôi nói ví dụ như một người đang quen dùng cái tenofovir 25mg thì đương nhiên cái loại đó nó có nhiều ưu điểm, nhưng lỡ đâu trong dịch bệnh này mà không kiếm ra được loại 25mg đó mà nhà thuốc họ chỉ bán được cái loại 300, thì thật ra nếu cái tình trạng thận của quý vị trước giờ bác sĩ vẫn nói thận ổn, không có vấn đề gì hết, thì thật ra là chúng ta có thể uống đỡ. Thay vì viên 25 thì bây giờ người ta chỉ bán mình được viên 300mg tenofovir 300, mà mình không có bệnh lý thận, không có bệnh lý xương gì hết, thì mình uống đỡ cái viên 300mg cũng được quý vị nha. Nhưng mà ngược lại, nếu một người phụ nữ đang có thai, đang uống cái viên tenofovir 300 đó, nhưng mà bây giờ vì lý do gì đó lại có người cho mình hộp thuốc, tôi có sẵn cái viên 25 này uống chung với tôi cũng được, thì xin không có cũng được nha quý vị. Phụ nữ có thai không được dùng cái loại tenofovir 25 mà phải đúng cái loại tenofovir 300 mới được ha. Thành ra là chúng ta phải chú ý kỹ. Lý tưởng nhất là chúng ta dùng đúng tên thuốc và dùng đúng cái hàm lượng thuốc của chúng ta quen dùng trước đó nha. Rồi. Đó là ý thứ nhất. Tất nhiên là xin cho trở lại cái slide cũ ạ. Là phải tiếp tục duy trì, và trong hoàn cảnh này thì chúng ta có thể linh động không kiếm lại đúng cái thương hiệu cũ, miễn là đúng tên gốc và hàm lượng thuốc. Rồi, chuyện thứ hai là chúng ta đừng có quá ỷ y, tức là mặc dù là tất cả mọi thứ trước đây chúng ta đi kiểm tra đã ổn định, bây giờ vì dịch bệnh chúng ta không đi tái khám được, nhưng dù sao chúng ta cũng có cái niềm tin là cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Một ngày nào đó, có thể một vài tháng nữa thì dịch bệnh nó cũng sẽ lui, và khi nào dịch bệnh lui thì xin quý vị lưu ý phải trở lại tái khám. Cái chuyện tái khám định kỳ hết sức là quan trọng, bởi vì khi mà tái khám như vậy thì quý vị mới được kiểm tra được tình trạng siêu vi B, tình trạng gan, tình trạng thận để xem có cần điều chỉnh thuốc hay không, và cũng để là tầm soát biến chứng nha. Cho nên là đương nhiên bây giờ chúng ta là ở yên, chúng ta không dám đi đâu cả, nhưng một ngày đẹp đẽ nào đó chắc chắn nó sẽ tới, trong một vài tháng nữa khi tình hình yên ổn thì chúng ta phải đi tái khám lại, chứ không phải cứ ở nhà mà cứ uống thuốc cũ nha quý vị. Xin mời slide tiếp. Rồi, trường hợp thứ hai là nếu chưa có những trường hợp mà trước giờ theo dõi nhưng mà bác sĩ nói ổn, chưa cần phải uống thuốc, tức là những trường hợp nhiễm siêu vi B chứ không phải là viêm gan siêu vi B, thì chuyện này đỡ lo hơn, chẳng phải lo chạy thuốc chạy men gì trong mùa dịch này hết, cứ chờ hãy yên ổn thì đi tái khám. Nhưng vẫn xin thưa là đừng chủ quan, vẫn xin trở lại cái slide cũ, vẫn phải đi tái khám. Bởi vì một trong những cái lần tái khám này thì có thể là sẽ phát hiện ra là có cần phải chuyển qua giai đoạn điều trị chưa, và cũng là để tầm soát biến chứng. Thì giống như lúc nãy cô MC Như cô cũng đã nhắc nhở rồi, tức là những cái biến chứng nhắm nhầm của viêm gan CVC, CVB mà chúng ta rất sợ đó gì là ung thư gan nha. Và vấn đề là chúng ta phải luôn luôn tầm soát để phát hiện sớm và chúng ta xử trí kịp thời. Đối tượng nữa trong cái viêm gan CVB là xin lưu ý những người phụ nữ có thai. Thì những người phụ nữ có thai này có thể trong cái giai đoạn yên ổn trước đây mà đi tái khám định kỳ đó, thì bác sĩ chỉ nói là nhiễm siêu vi B thôi, chưa có cần điều trị gì cả. Nhưng bây giờ thì có thai và thai đã 24 tuần rồi. Thì thật ra là những trường hợp mà phụ nữ chưa điều trị, nhiễm siêu vi chưa cần điều trị mà cái tải lượng siêu vi nó cao quá, thì từ tuần thứ 24 trở đi đó là có những cái biện pháp cần phải uống thuốc dự phòng. Thì cái chuyện này nó rất là quan trọng, và cái này thì không thể nói chung chung với được mà phải cụ thể từng trường hợp. Và trong cái buổi livestream này thì chút nữa tôi sẽ đưa thông điệp cho quý vị, tức là trong những cái trường hợp này thì phải liên hệ với bác sĩ chuyên khoa, và có thể trong giai đoạn này thì có thể liên hệ với tôi và tôi sẽ tư vấn cụ thể cho từng trường hợp nha. Nhớ thai phụ hiện giờ là đã thai 24 tuần rồi đó và trước giờ chưa được uống thuốc điều trị thì phải lưu ý là liên hệ liền với bác sĩ chuyên khoa để coi có cần uống thuốc điều trị dự phòng cho em bé hay không. Tại vì nếu cái tải lượng siêu vi cao quá mà chờ tới khi sanh, thì mặc dù khi sanh bé có thể được chích ngừa cái kháng huyết thanh, bé có thể được chích vaccine rất là kịp thời, nhưng nếu mà cái tải lượng siêu vi cao mà không uống thuốc dự phòng trừ thông thai kỳ thì vẫn có nguy cơ lây cho bé rất là oan uổng. Và chúng ta biết rồi, một đứa nhỏ nếu chẳng may khi chào đời mà bị mẹ lây cho siêu vi B thì rất phiền phức, gần như 100% cuộc đời của bé là nó bị siêu vi B đeo bám dai dẳng, tức là cái dạng nhiễm mãn tính rồi diễn tới viêm mãn tính rất là phiền phức ha. Thì đó là những cái thông điệp mà dành cho bệnh nhân viêm gan siêu vi B. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ nói qua là bệnh nhân viêm gan siêu vi C cần lưu ý những chuyện gì. Thì trước hết, bệnh nhân viêm gan siêu vi C, bệnh nhân viêm gan siêu vi C mà đang sử dụng thuốc đặc trị đó, thì thuốc đặc trị đó là mình cũng nêu những cái tên thuốc như vậy, và quý vị nhìn trên cái hộp thuốc của mình sẽ thấy những cái dòng chữ nhỏ nhỏ là tên gốc như vậy nha. Đây là những thuốc đặc trị, chúng ta đừng có nhìn những cái dòng chữ lớn là thương hiệu, mà chúng ta phải nhìn cái dòng chữ nhỏ trên hộp thuốc. Thì nếu quý vị nào mà đang dùng những cái nhóm thuốc như thế này, Vebastafir phối hợp Sofosbuvir, tức là hai chất trong một viên thuốc, hoặc là Ledifasvir phối hợp với Sofosbuvir, thì cái liệu trình này quý vị phải cố gắng liên hệ làm sao mình mua thuốc để uống tiếp cho đủ thời gian. Chứ thời gian điều trị thì thường là khi điều trị viêm gan C thì chắc là quý vị đã được bác sĩ thông báo trước rồi đó, là cái thời gian điều trị là 3 tháng hoặc là 6 tháng. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng liên hệ làm sao lấy thuốc để uống đủ cái thời gian 3 tháng hoặc là 6 tháng theo cái điều trình nha. Còn nếu mà quý vị có cái vấn đề gì thắc mắc không rõ là bác sĩ mình quyết định là 3 tháng hay 6 tháng thì cũng có thể sẽ liên hệ với tôi sau, cụ thể từng trường hợp nha. Tại vì sao? Cái siêu vi C nó được là một cái điều trị ngắn hạn, nhưng phải tuân thủ điều trị thì mới có hiệu quả. Và chúng ta biết rồi, một lọ thuốc rất là đắt tiền, cả 5 triệu, 8 triệu. Bây giờ chúng ta uống được 2 lọ hết mười mấy triệu mà chúng ta bỏ cái lọ thứ 3 thì cái hiệu quả điều trị không có, coi như là không khóc nha. Cho nên là nếu siêu vi C mà đang uống những loại thuốc mà tôi đã nêu lên đó, thì quý vị nhớ là phải liên hệ liền với bác sĩ chuyên khoa để quyết định tiếp là cái tình trạng để dùng thuốc như thế nào, chứ mình đừng có bỏ qua. Rồi. Còn cho cái slide thứ hai của siêu vi C ạ. Còn siêu vi C mà trước giờ chưa sử dụng thuốc đặc trị, chưa sử dụng thuốc đặc trị thì thôi, tạm thời bây giờ, tức là nếu chưa sử dụng thuốc đặc trị có nhiều lý do, hoặc là vì khó khăn kinh tế chúng ta chưa có tiếp cận được, hay là chúng ta còn đang chờ đầy đủ xét nghiệm thì bác sĩ mới quyết định thuốc đặc trị đó, thì nếu mà có thể bác sĩ cho những cái thuốc nâng đỡ hạ men gan gì đó thì quý vị cũng có thể uống ha. Nhưng mà nói chung là cái chuyện nó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là khi nào yên ổn thì quý vị phải quay trở lại tái khám để quyết định cái hướng xử trí tiếp cho mình, là phải, nếu cần là phải điều trị. Và siêu vi C cho tới bây giờ là một cái điều trị mà thành công ngoạn mục. Nếu mình tuân thủ điều trị thì khả năng thành công tới trên 95%. Mặc dù thuốc thì hiện giờ nó cũng còn hơi đắt tiền, nhưng mà phải nói là thời gian điều trị giới hạn chỉ 3 tháng, hoặc những trường hợp bệnh nặng có vấn đề đó có thể kéo dài 6 tháng, nhưng khả năng thành công chế siêu vi rất là cao nha. Và đối với siêu vi C thì nó lại có một điều nữa, là siêu vi C nó khác siêu vi B ở chỗ nó không có kháng thể bảo vệ, quý vị ơi. Siêu vi B điều trị thì lê thê dài dòng đó, nhưng mà có những người viêm gan B mà gọi là B cấp á, tức là bị siêu vi B xâm nhập vô cơ thể rồi sau đó mà hồi phục á, thì họ có kháng thể bảo vệ. Và có nhiều người trường hợp á là đang khỏe mạnh bình thường rồi đi kiểm tra định để chích ngừa, cái bác sĩ báo là có kháng thể rồi, khỏi cần chích ngừa á, thì điều đó có nghĩa là gì? Không tốn đồng tiền chích ngừa nào hết sao có kháng thể? Thì có nghĩa là những người này họ đã trưởng thành rồi họ mới bị nhiễm cái siêu vi B. Và người trưởng thành mà bị nhiễm siêu vi B là tự xử rất là tốt, trên 90% là tự xử, không có triệu chứng gì luôn, khỏe re luôn và có kháng thể, khỏi tốn tiền chích ngừa. Đó là siêu vi B nghe quý vị. Còn siêu vi C thì ngược lại, không hề có kháng thể bảo vệ. Dù là bệnh rồi, chữa rồi, lành rồi, cơ thể cũng không có tí tẹo kháng thể bảo vệ nào hết. Và như vậy nếu chúng ta điều trị siêu vi C thì tốn từ mười mấy tới thậm chí là 20 mấy triệu đó. Tốn tiền điều trị như vậy, bác sĩ là tuyên bố thành công rồi, ngưng thuốc 3 tháng không có con móng siêu vi nào hết. Mừng quá, xong ít lâu sau thử lại, lại định lượng ra siêu vi. Nói, ủa tại sao vậy? Lại sao thì tái phát sao? Ha? Thì khả năng thật sự siêu vi C không có tái phát đâu quý vị, thành công rất là cao. Ngưng thuốc 3 tháng mà không tái phát là coi như thành công rồi. Không gọi tái phát mà gọi là tái nhiễm, bởi vì cơ thể không hề có kháng thể bảo vệ. Thành ra thứ nhất, nếu mà đã điều trị siêu vi C đó, bao giờ bác sĩ cũng phải điều trị cặp đôi. Tức là nếu điều trị vợ thì phải kiểm tra ông chồng coi có liên quan không. Nếu chẳng may mà chồng cũng là bị siêu vi C thì phải điều trị cả hai cùng một lúc ha. Chứ còn nếu không thì điều trị chồng khỏi rồi về nhà vợ lây lại, hoặc ngược lại, thì không bao giờ giải quyết được cặp vợ chồng đó hết. Cho nên phải điều trị cả hai rồi. Và nếu hai người này điều trị khỏi rồi mà lại rủi ro có những cái lây nhiễm, có gì vô tình sử dụng những cái dụng cụ dính máu và dịch tiết gì đó, hay là có những cái quan hệ không an toàn ngoài luồng gì đó không biết được, thì có thể bị tái nhiễm nha. Cho nên tốn tiền điều trị rồi không giữ thì có thể bị tái nhiễm lại, và lúc đó lại phải điều trị lại. Có thể tái nhiễm cùng một loại siêu vi C nhưng cũng có thể là tái nhiễm cái loại khác nha. Cho nên nhấn mạnh siêu vi C, quý vị nói chữa thì dễ, nhưng mà bảo vệ thành quả của mình
cũng là một vấn đề. Tại vì nếu chữa xong khỏi rồi không chịu giữ gìn, dây nhiễm máu và dịch tiết hoặc là quan hệ không an toàn thì lại bị lãnh một con siêu vi khác vô và lại tốn một mớ tiền điều trị tiếp nha. Rồi bây giờ xin trở thêm một cái vấn đề nữa là cả B lẫn C thì cần lưu ý chuyện gì nha. Thì cả hai bệnh đã dính tới bệnh viêm gan rồi, dù là B dù là C, thì những thứ độc hại như rượu bia thuốc lá là tuyệt đối không nên sử dụng nha. Và bây giờ trong cái mùa dịch bệnh thì rất là quan tâm tới thuốc hạ sốt. Thì thật ra là khi dù là có bị viêm gan B, viêm gan C, nhưng mà không phải là đang cái đợt dữ dội viêm cấp hay là suy chức năng gan cấp gì đó, thì khi bị sốt vẫn có thể dùng thuốc hạ sốt, ví dụ như paracetamol, mà mình dùng đúng cái liều thôi, tính là 10mg cho 1 kg. Thì có nghĩa là ví dụ như vị nào mà 50kg thì mình sẽ uống một viên là 500mg. Thì trên thị trường nó thường nó sẵn loại này lắm, tức là cái viên 500mg thì nó phù hợp với người một tầm khoảng 40 mấy 50kg, và một lần như vậy chúng ta uống một viên. Và nhớ là phải cắt quãng ra 5-6 tiếng mới uống tiếp một viên nữa. Như vậy thì một ngày chỉ có thể uống tối đa là khoảng 4 viên mà thôi. Còn trong cái khoảng giữa hai cái thời gian, ví dụ như mới uống xong mà nó vẫn cứ nóng sốt, nó không hạ được, mà chưa tới 5-6 tiếng để uống tiếp viên nữa thì sao? Thì xin thưa quý vị là chịu khó lau mát, quạt mát, lau mát để hạ nhiệt. Chứ chúng ta không uống dồn dập, mới uống viên thuốc xong 2-3 tiếng sau thấy sốt lại uống tiếp nữa. Chúng ta dồn dập như vậy thì nó sẽ tổn thương gan. Và chúng ta cũng phải nhớ là trời sinh cái gì nó cũng thường nó có cái lý do hết. Cái phản xạ sốt thật ra nó không phải là thừa, nó là một cái phản xạ để bảo vệ cơ thể, trừ khi nào nó quá thì là chúng ta mới mệt thôi. Cho nên nếu nhiều khi quý vị cập nhiệt vô nách á, mà nhiệt độ nó chỉ hâm hấp từ 37.5 38 độ trở lại, thì thật ra chúng ta cũng không cần dùng thuốc hạ sốt. Từ nào nhiệt độ từ 38.5 39 độ nó sốt quá, nó mệt quá thì chúng ta hãy dùng thuốc hạ sốt, tức là chúng ta không nên lạm dụng thuốc hạ sốt nha. Xin mời slide tiếp. Rồi. Bệnh nhân viêm gan thì có một cái này là quý vị hay băn khoăn, nhất là bây giờ là đang hô hào là chích ngừa, thì nói là không biết bị viêm gan có chích ngừa Covid được không. Thì xin thưa là những trường hợp mình là không phải là đang đợt mà vàng khè dữ dội bị viêm gan bùng phát, suy gan, sơ gan gì đó, thì đều có thể chích ngừa được nha. Tức là tình trạng viêm gan mình đang được duy trì ổn định thì chúng ta đều chích ngừa được. Và quý vị cần lưu ý cái chữ sơ gan. Có rất là nhiều vị thấy bác sĩ ghi chữ sơ hóa F1, F2, F3 gì đó thì vội vàng nói là chết rồi, tại sao tôi bị sơ gan nha. Thì xin thưa là sơ hóa gan không phải là sơ gan. Sơ hóa gan nó có 4 mức ha, tức là từ 0,1 qua 2 qua 3 qua 4, tức là F0,1, F2, F3, F4. Khi nào mà nó tới nặng tới F4 thì lúc đó mới gọi là sơ gan. Còn cái từ 0 cho tới 3 thì người ta gọi là mức độ sơ hóa 0,1, sơ hóa 2, sơ hóa F2, sơ hóa F3. Đương nhiên F3 là nó cũng sắp sửa sơ gan rồi đó, nó qua F4. Cho nên nếu quý vị thấy mình, bác sĩ ghi trong sổ mình là FF 0123 gì đó và kèm theo chữ là sơ sơ gì đó thì cứ đừng sợ, không phải sơ gan nha. Rồi, còn nếu sơ gan thì sao? Sơ gan là nó cái chữ F4. Mà nếu F4 mà nếu mà bác sĩ nào mà kỹ đó ghi trong cái sổ khám bệnh của quý vị là F4 mà sai A thì chức là sơ gan còn bù. Còn lỡ bác sĩ mà ghi F4 mà không ghi chữ sai sai gì hết thì không biết mình còn bù hay là mất bù, thì quý vị tự thấy bản thân mình thôi. Nếu bác sĩ ghi F4 mà mình thấy mình không có vàng da vàng mắt gì hết, mình không có sưng phù, mình không có bán bụng, mình vẫn khỏe mạnh bình thường mặc dù bác sĩ ghi trong sổ là F4, thì quý vị là sơ gan còn bù đó và quý vị vẫn có thể đi chích ngừa được. Nhưng mà những cái trường hợp này thì người ta vẫn xếp vô cái nhóm là chích thận trọng ha, tức là nhóm cần bệnh mãn tính đã điều trị ổn và chích thận trọng. Rồi, một chuyện nữa cũng liên quan cả hai siêu vi luôn, nhưng mà siêu vi C thì có vẻ liên quan với chuyện này nhiều hơn, đó là đi kèm với tình cảnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ tức là vừa bị siêu vi B hoặc siêu vi C gì đó và đi kèm với gan nhiễm mỡ. Và cái tình trạng gan nhiễm mỡ là một cái vấn nạn toàn cầu, đặc biệt ở những cái nước phát triển như Âu Mỹ thì họ khổ vì gan nhiễm mỡ chứ họ không có bị siêu vi B, C như mình. Nhưng mà dân mình đã vừa B vừa C khổ, nhưng bây giờ rất nhiều bệnh nhân của tôi thì tôi thấy bắt đầu khổ vì gan nhiễm mỡ rồi đó, nhất là từ 30-40 tuổi trở lên. Nhiều khi nhìn không có hề dư cân béo phì luôn nhưng mà vẫn có vấn đề gan nhiễm mỡ nha. Thành ra nếu những người mà ngoài cái siêu vi B, siêu vi C mà được bác sĩ ghi nhận hoặc là siêu âm ghi nhận thêm trong hồ sơ là có cái gan nhiễm mỡ thì chúng ta cần chú ý gì trong cái mùa dịch này? Tại vì phải ở nhà thì trước hết là ăn rất ít, hạn chế ăn những cái chất mà ngọt,
chất đường, chất bột, bột là gì, cơm, gạo, khoai, bánh gì đó, hoặc là những đồ chiên xào, đồ béo. Tức là ở nhà buồn không biết làm gì ăn thì thôi cũng phải lựa món ăn, và nếu đã lỡ ra nhiễm mỡ rồi thì xin ăn ít những chất ngọt, chất béo chiên xào và chất tinh bột, có nghĩa là cơm ăn chút xíu thôi, và cũng ăn nửa chén cơm mà quất thêm 4-5 củ khoai thì cũng như không. Khoai cũng ăn ít, cơm cũng ăn ít, tức là tất cả những cái gì thuộc loại tinh bột cũng ăn ít, đừng có ăn bù thêm 2 ổ bánh mì thì cũng quá, tức là nó cũng là tinh bột luôn, nhớ nha. Tất cả những cái gì tinh bột mà mình đã dính vô cái gọi là ga nhiễm mỡ rồi thì tinh bột phải ăn ít. Và dù ở nhà không chạy nhảy được thì chúng ta cũng nên có những cái vận động tập, nằm trên giường tập cũng được, nằm ngồi dưới đất tập cũng được, tức là có những cái vận động tay chân tập. Và quý vị có thể lên YouTube tải những cái clip mà tập giảm mỡ bụng chẳng hạn, vậy mình nằm tại chỗ thôi, chẳng cần chạy nhảy đi đâu, chúng ta nằm tại nhà chúng ta vẫn tập giảm mỡ bụng được. Và nếu vị nào mà may mắn trong cái mùa khó khăn này mà kiếm được rau củ quả với cá thì càng tốt, tức là không ăn những chất đường, chất bột, chất béo thì quý vị ăn nhiều rau đậu củ quả cá, nhưng chế biến dưới dạng luộc và hấp thôi đó, và kèm theo tập thể dục tích cực thì chúng ta sẽ hạn chế được cái gan nhiễm mỡ. Bởi vì cái vấn nạn gan nhiễm mỡ cũng gây xơ gan và ung thư gan nếu chúng ta không kiểm soát được. Gan nhiễm mỡ rồi nó sẽ gây viêm gan nhiễm mỡ, rồi nó sẽ xơ gây xơ gan, ung thư gan, và trên cái nền gan của chúng ta đã khổ sở vì siêu vi B, siêu vi C rồi mà chúng ta bị chồng thêm cái gánh nặng gan nhiễm mỡ nữa thì rất là khổ nha. Thì nói tóm lại, đó là những cái thông tin mà quý vị cần lưu ý, tức là bệnh nhân viêm gan siêu vi B nếu đang đặc trị thì cố gắng làm sao xoay sở để tiếp tục duy trì được thuốc đặc trị, và chưa đặc trị thì cũng nhớ là yên ổn thì phải đi khám. Và người phụ nữ mang siêu vi B mà có thai thì cần liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để xem là có cần dùng thuốc điều trị dự phòng nếu hiện tại bây giờ chúng ta chưa có uống được thuốc. Và cũng xin nói thêm để các thai phụ mình yên tâm là cái thuốc tenofovir 300mg hiện giờ đã được sử dụng rất là rộng rãi cho thai phụ trong thai kỳ, kể cả 3 tháng đầu của thai kỳ nếu có chỉ định điều trị cho mẹ chúng ta vẫn dùng được, và khi mà mẹ cho con bú thì vẫn có thể dùng được nha. Cái này là qua nhiều cái công trình nghiên cứu, và đây là khuyến cáo của cả thế giới chứ không phải là riêng của Việt Nam, thì người ta thấy là những cái ảnh hưởng nó không đáng kể, nhưng mà sự cần thiết điều trị thì bắt buộc phải điều trị thôi đó. Còn siêu vi C thì ai đang điều trị dở dang thì xin cố gắng là liên hệ làm sao mua thuốc điều trị cho đủ, ai chưa điều trị thì sau yên ổn dịch thì mình tái khám. Và cả hai cùng lưu ý hạn chế những thứ độc hại, rượu bia thuốc lá, và cố gắng làm sao ăn uống cho tốt để mình đừng có rơi vô cái đã BC rồi còn thêm cái gan nhiễm mỡ, rất là khổ trong cái mùa dịch bệnh này. Thì đó là những cái thông tin mà coi như là quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì xin mời cô Như cho biết là đã có những cái câu hỏi gì rồi để chúng ta bắt đầu trao đổi thêm. Dạ vâng ạ, cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Thì có rất nhiều câu hỏi được gửi về đến chương trình ạ. Và cảm ơn sự quan tâm của quý vị cũng như là sự tin tưởng vào bác sĩ Vũ Thị Thúy Hà. Thì em xin đọc câu hỏi đầu tiên nha cô. Bệnh nhân câu hỏi đầu tiên là bệnh nhân nữ 42 tuổi thì gửi về cô bảo là mình có xơ hóa gan độ 3 từ biến chứng viêm gan B. Thì cô hỏi là khi bệnh nhân xơ hóa gan độ 3 trên nền viêm gan B bị nhiễm COVID thì cần phải điều trị như thế nào? Và cái ý thứ hai là có được dùng paracetamol để hạ sốt dùng với thuốc kháng TDT 300mg hay không khi bị nhiễm COVID ở bệnh nhân khi sâu hóa trên nền viêm gan B như vậy ạ? Trước hết thì cũng xác định là bạn này cũng dùng từ đúng á, tức là sơ hóa F3 chứ không phải là sơ gan. Sơ gan là tới F4, nhưng mà đúng là F3 thì nó cũng đã gọi là sơ hóa khá khá rồi, sơ hóa tiến triển nhiều rồi. Và theo bạn nói thì rất tiếc là bạn có bị nhiễm COVID, nhưng mà hy vọng thì chúng ta cũng biết rồi, nhiễm COVID cũng tới 80% là nó là những cái thể nhẹ thôi, và thậm chí là bây giờ chúng ta có thể để cho bệnh nhân tự ở nhà để tự săn sóc cho nó đỡ phải mệt mỏi căng thẳng trong những cái khu tập trung. Thì một người mà bị sơ hóa F3 nhưng mà tại vì bạn không có cung cấp thông tin là hiện tại á, thì cái tình trạng viêm gan của bạn nó đã ổn định chưa, tại vì cái sơ hóa là khác mà cái viêm gan là khác, tức là bệnh nhân có thể đã viêm gan ổn định rồi và nó chỉ còn lại cái tình trạng sơ hóa trong gan là sơ hóa F3 thôi. Thì như vậy nếu bạn chỉ là sơ hóa F3 nhưng hiện tại cái tình trạng viêm gan của bạn đã ổn, tức là men gan nó không có phải là đang tăng cao dữ dội, bạn không đang bị một cái đợt là bị vàng da vàng mắt, tức là không phải một cái viêm gan bùng phát, không phải là một cái tình trạng suy chức năng gan, thì thật ra đối với cái bệnh COVID đó, nếu dù là F3 mà mình không trong những cái đợt
bị viêm gan bùng phát, viêm gan cấp hay suy chức men gan, thì bạn cũng đừng có quá căng thẳng, đừng có quá căng thẳng lo lắng. Và tức là điều trị F0 ở nhà thì chúng ta chắc là được nghe khuyến cáo nhiều rồi, tức là cũng giống như một cái cảm cúm bình thường thôi. Và trong đó thì mọi người đều băn khoăn là vấn đề hạ sốt thì phải uống thuốc hạ sốt. Thì thật ra nếu không phải là đang cái đợt viêm gan cấp suy gan thì cái liều paracetamol mình vẫn có thể dùng được, giống như là lúc nãy tôi đã khuyến cáo đó, tức là 10 mg mặt ký cho 10 mg cho 1 kg cân nặng. Thì bạn cứ ước chừng cái kilo cân nặng của mình rồi mình tính ra cái liều tương đương mình có thể sử dụng được. Thì trên thị trường nó có cái viên khoảng 500 mg hoặc là 650 mg thì tùy ha. Thì nói chung là mình có thể dùng hơi thấp ở cái mức một chút, ví dụ vậy, mình hơn 50 mấy, gần 60 kg thì mình uống viên 500 cũng được nha. Và cũng phải tuân thủ cách quản ra, và nhớ là cái phản xạ sốt là một phản xạ bảo vệ cơ thể, cái phản ứng sốt là một phản ứng bảo vệ cơ thể, cho nên khi nào nó sốt cao 38.5-39 độ khó chịu thì hãy dùng thuốc hạ sốt, còn nó hâm hấp nó sốt nhẹ 37.5-38 độ hãy để cho cái phản ứng đó nó ức chế cái con siêu vi của mình. Đương nhiên là sốt thì nó có thể nó bị mất nước khó chịu thì bạn nhớ là uống nước nhiều vô nha. Rồi tóm lại, nếu không phải là đang đợt vàng da vàng mắt, viêm gan cấp, suy gan cấp gì cả thì chúng ta có thể sử dụng thuốc hạ sốt trên một bệnh nhân viêm gan mạn đã ổn định, cho dù là cái sơ hóa F3 như bạn nói, và rất là mong là bạn sẽ chống hồi phục. Dạ mời cô. Dạ. Cô thì con nghe những lời chia sẻ của cô thì con cũng hơi thắc mắc là mình có cần uống chính xác cái liều của nó luôn không cô, giống như là 70 kg thì nó hơi giữa giữa, thì mình có cần phải chia nhỏ viên ra? Tương đối, nói chung là nó tương đối á, nhưng mà nói chung là đừng lạm dụng. Tại vì nè, trên thị trường á, tại vì có lẽ là quý vị hay coi những cái YouTube nước ngoài, bác sĩ Âu Mỹ, tại vì Âu Mỹ là F0 ở nhà điều tự điều trị ghê gớm lắm, cho nên họ xài cái viên Tylenol là một cái thuốc hạ sốt mà rất là phổ biến ở siêu thị nước ngoài đó. Nhưng mà quý vị để ý cái hàm lượng cao lắm, họ thường là một cái viên vậy tới 1 gram lận nha. Thành ra cái người nước ngoài họ 80-90 kg á, thì họ uống một viên Tylenol một lần, chứ còn dân Việt Nam mình là không có xài viên Tylenol 1 gram đó được đâu ha. Thành ra là nói chung là ước chừng cỡ đó, và chúng ta xài hơi thấp một tí vẫn được. Vì ví dụ như lúc nãy cô nói là 10 mg mặt ký, nhưng thiệt ra người ta 50 mấy 60 kg cỡ tầm đó, người ta uống viên 500 mg thôi mà người thấy vẫn vã mồ hôi, hạ sốt được, tức là đạt yêu cầu rồi, thì không cần phải là chính xác là phải là 600 mg ha. Nhưng mà đương nhiên một người quá bự con, ví dụ 70 mấy kg mà uống viên 500 thì có thể là nó không đủ, thì lúc đó là trên thị trường mình có viên nó nhỉnh hơn tí là 650, thì lúc đó sẽ xài cái viên 650 cho một người bự con cỡ 70 kg chẳng hạn vậy, tương đối thôi ha. Tức là chúng ta có thể hơi thấp hơn cái mức đó một chút, nhưng mà đúng là nó cách xa quá thì sợ là nó không có đủ hiệu quả. Và cũng xin thưa là quý vị đừng có dùng gọi là tượng trưng, nó không ý nghĩa hết, nó cũng phải tương đối, nó đủ liều. Tại vì đã có một tôi tư vấn online cho mấy bệnh nhân F0 thì có người nói là cứ uống cái viên không biết ở đâu ra cái viên 200 á, mà cứ uống viên 200 rồi cái mấy tiếng hồ uống tiếp viên 200, một người trưởng thành cái viên đó dành cho em bé mà nó đâu có tác dụng gì đâu nha. Thành ra là đã uống thì mình cũng phải tương đối là uống cho nó đủ liều nha, thì nó mới có hiệu quả gần cái mức đó. Dạ. Con xin đi đến câu hỏi thứ hai nha cô. Dạ. Và em là bệnh nhân viêm gan B, hiện nay đang uống thuốc kháng virus, em muốn có con nhưng nghe người khác bảo là có thai thì không uống thuốc kháng virus được, thì em phải làm sao để không lây cho con nếu em có thai ạ? Dạ, một câu viêm gan, xin lỗi cô nha, viêm gan B hả? Như bệnh nhân là viêm gan B. Rồi được rồi. Nghe bảo là có thai thì không nên uống thuốc kháng virus, và muốn hỏi là cách để phòng ngừa lây truyền sang con như thế nào ạ? Rồi cái câu này thì lúc nãy là cô có trình bày rồi đó, tức là trong những thuốc điều trị siêu vi B thì chúng ta có một thuốc được sử dụng trong thai kỳ, đó là tenofovir 300 mg, là loại cổ điển. Và ngay cả mới cấn thai, mới trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nói chung 3 tháng đầu thai kỳ là rất là sợ đụng tới thuốc. Nhưng mà giả sử như người mẹ có chỉ định dùng thuốc, bởi vì giờ men gan mẹ nó bùng phát tăng lên quá cao rồi, thậm chí mẹ nó vàng khè, vàng da, vàng mắt rồi, bây giờ không chữa mẹ lấy đâu mà có con, đúng không? Cho nên là những người thai phụ mới cấn thai mà chẳng may rủi ro viêm gan bùng phát này nọ vẫn phải xài, và chỉ xài được một thứ thôi, tức là tenofovir 300 mg ngay trong tháng đầu để chúng ta cứu người mẹ. Và chúng ta cũng đừng sợ là ảnh hưởng tới con, tại vì thật ra cái tenofovir đó nó đã có sử dụng trong thai kỳ lâu lắm rồi, trước khi mà chuyển qua điều trị cho bệnh nhân siêu vi B thì nó đã được dùng để điều trị những người thai phụ nhiễm HIV, cho nên là nó cả công trình theo dõi trên thai phụ rất là nhiều nha. Và hiện giờ nếu xếp theo thì nó là thuốc nhóm độc bảng B cho thai phụ, và
chính vì là nó đã có một cái quá trình sử dụng rất là nhiều trên thai phụ, cho nên sau này thậm chí là má nó không bệnh, má nó không cần uống thuốc, nhưng mà chúng ta vẫn cho má nó uống thuốc để dự phòng cho em bé. Thì đương nhiên tại vì má nó không cần uống thuốc thì uống sớm làm chi cho mất công. Thì thường là phải từ tuần thứ 24 trở đi, mà thường bây giờ kỹ hơn là ta chờ tới 28 tuần, tức là em bé nó tượng hình đầy đủ hết rồi, thì lúc đó mới cho mẹ uống thuốc để dự phòng. Dự phòng mà không phải bà mẹ nào cũng phải uống thuốc dự phòng đâu. Khi nào mà bác sĩ theo dõi là thấy cái tải lượng siêu vi của cái bà bầu đó mà cao quá ha, ví dụ nó trên cả triệu copy chẳng hạn vậy, thì lúc đó mới cái bà bầu từ tuần thứ 24, 28 trở đi thì mới cần uống thuốc, mỗi ngày một viên thuốc, uống kéo dài cho tới khi sanh bé. Nhưng sanh bé xong là xong nhiệm vụ với con, mẹ cũng không được ngưng thuốc, mà mẹ lại phải có nhiệm vụ với bản thân mình, tức là sau khi sanh bé xong mẹ vẫn phải duy trì cái viên tenofovir đó 1 đến 3 tháng sau sanh, cho tới khi nào mà người mẹ này đủ cứng cáp và đủ thời gian để đi gặp bác sĩ theo dõi rồi bác sĩ quyết định là có ngưng hay không. Tại vì nó có một cái tình trạng rất là kỳ cục là như vậy, cái cơ thể mình nó kỳ lạ lắm. Trước khi mà uống thuốc đó là men gan ta bình thường, người ta chỉ uống là để vì con người ta uống dự phòng thôi. Nhưng mà tới khi sau sanh là xong nhiệm vụ với con rồi đó, thì chính cái cơ thể nó lại lộn xộn, nó lại kích hoạt cái phản ứng viêm lên. Thì lúc đó sau sanh cái người mẹ lại có men gan tăng lên. Thì lúc đó đôi khi nếu mà chúng ta không biết được cái tình trạng nó đang bùng nổ cái đáp ứng viêm lên, mà chúng ta đột ngột chúng ta bà mẹ ở nhà lo bế con, lo cho con bú gì rồi quên bản thân mình luôn, không uống thuốc, thì cứ nằm ổi ở nhà với con biết thì sao siêu vi nó bùng lên. Đó là cái tình trạng viêm gan bùng phát sau sanh. Ha. Cho nên là dân xứ mình là chắc chắn một tháng sanh ra là nằm ổ ở nhà chứ không có đi đâu hết đó. Cho nên ít nhất cũng bắt là phải uống ít nhất là một tháng đi, rồi nằm ổ xong rồi đi gặp bác sĩ để coi tình trạng gan sao. Nếu gan ổn thì cũng có thể ngưng thuốc, mà nếu thấy manh nha nó có cái phản ứng viêm bùng lên sau sanh thì phải uống thuốc. Tức là từ phòng ngừa cho con mà thành ra điều trị thiệt cho mẹ sau sanh luôn, cũng có khi là như vậy nha. Nói tóm lại để trả lời cái bạn đó là bạn đó cứ vui vẻ ha, là không sao cả, cần điều trị cho mình thì cứ điều trị nha, và nếu không cần điều trị cho mình thì cứ theo dõi, khi nào cần thì uống thuốc điều trị cho con. Còn nếu bạn đó may mắn mà cái tải lượng siêu vi bạn đó thấp thì bạn đó cũng không cần uống thuốc gì trong thai kỳ cả. Nhưng một chuyện bắt buộc phải thực hiện đó là vai trò của bác sĩ sản phụ khoa, có nghĩa là khi đứa bé khi tới nhà bảo sanh đón được đứa bé trên tay thì người bác sĩ sản khoa có nhiệm vụ là phải chích cho bé hai thứ. Thứ nhất là cái gọi là kháng huyết thanh, tức là một cái kháng thể chích liền cho bé, lý tưởng nhất là 12 tiếng, cùng quá là 24 tiếng đồng hồ sau sanh thì phải có cái kháng huyết thanh đó. Và đồng thời là chương trình nhà nước là mình có vaccine rồi, vaccine nhà nước thì miễn phí, nhưng mà cái kháng huyết thanh cho tới bây giờ hình như phải mua 700-800 ngàn gì đó, thì cái chuyện đó là của bác sĩ sản khoa. Nhưng một tin vui là từ năm 2019 thì cái phác đồ mà chích bắt buộc hễ mẹ nó có dính tới siêu IB, tải lượng nhiều ít gì không cần biết, chỉ cần biết mẹ nó dính siêu IB, tức là HBSAG thôi, cái xét nghiệm rất là đơn giản chỗ nào cũng làm được đó, HBSAG test cái mà dương tính là đứa nhỏ phải chích hai thứ ha, mà vô thành phác đồ của Bộ Y tế rồi. Cho nên chắc chắn trong tương lai tất cả các tỉnh ha là phải có cái kháng thể. Chứ ngày xưa khổ dữ lắm, phải vác cái bụng bầu lên Hùng Vương Từ Vũ mới có được cái kháng thể này, nhưng bây giờ là đưa vô phác đồ thì chắc chắn trong tương lai thì nó sẽ rộng khắp tất cả những bệnh viện tỉnh là sẽ có, và hy vọng thậm chí là bệnh viện quận huyện rồi cũng sẽ có nha. Và trước hết là chúng ta phải cầu mong bình yên là nó qua cái Covid này đã nha. Chứ còn bây giờ thì không dám hứa hẹn cái gì cả. Dạ cảm ơn những lời chia sẻ của cô ạ. Đúng là mình mang thai thì mình phải quan tâm đến con mình, nhưng mà mình cũng không nên bỏ quên bản thân mình, đúng không cô? Đúng rồi. Nhưng mà cũng không có gì mà phải lo lắng cho con, là tại vì người ta đã công nhận cái thuốc này là sử dụng được trong thai kỳ, cho nên cứ việc uống thuốc, mẹ khỏe thì con cũng sẽ được khỏe theo mẹ thôi. Cho nên chúng ta đừng có vì lòng cao cả của bà mẹ mà bỏ thuốc, mà chuyện này là đã xảy ra rồi đó. Có nhiều người đang uống thuốc rất là ổn định, cái tự nhiên có bầu, cái nghe ai đó nói có bầu ảnh hưởng tới con là hy sinh vì thế hệ tương lai, cái là bỏ thuốc. Rồi hậu quả là gì? Là đó, cô đã chứng kiến nhiều thảm cảnh trong bên nhiệt đới đó, là vô là vừa có thai mà vừa bị viêm gan bùng phát lên, là tại vì lòng hy sinh cao cả mà không đúng chỗ ha, hy sinh mà không đúng chỗ là cho nó khổ cả mẹ lẫn con luôn. Cho nên không có chuyện, quan trọng là phải uống đúng thuốc nha, thuốc khác thì không được ha. Thuốc điều trị siêu IB thì nhớ là tenofovir, chú ý nhìn dùm 300 mg. Còn nếu mà tenofovir 25 mg, đắt tiền hơn đó, xịn hơn đó, nhưng không dùng được trong thai kỳ, nhớ nha. Đó, cái vậy nhiều người nó thể có thai thì kiếm cái gì mắc tiền, thể mắc tiền thì chắc là nó tốt, nó xịn ha, nhưng mà tùy chỗ. Thai phụ thì lại không được uống thuốc xịn đó nha, uống thuốc rẻ tiền thôi, 300 mg thôi, không được uống tenofovir 25 mg, tại vì người ta chưa có nghiên cứu cái thuốc đó trên thai phụ. Còn ăn TKV là tuyệt đối là không xài rồi. Dạ,
Dạ cảm ơn cô ạ. Dạ câu hỏi tiếp theo thì nó cũng rất là liên quan tới cái tình hình COVID hiện tại của chúng ta. Là mẹ em bị viêm gan B đang điều trị thuốc Tây nhưng COVID nên là hết thuốc rồi. Thì nghe bảo là dùng cà gai leo sẽ trị được. Thì khán giả hỏi là thưa cô thì có thể dùng cái cà gai leo để thay thế thuốc được không ạ? Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, câu đầu tiên mà dành cho CV là đã la làng lên cái vụ đó rồi. Quý vị ơi, không có cái gì thay thế được cái viên thuốc đặc trị cả nha. Còn cà gai leo hay tất cả những cái thuốc hỗ trợ đó, thật ra thì nó chỉ có giá trị khi nào, ví dụ như quý vị đang bị viêm gan, đang bị viêm gan do CVB nó đang bùng lên đi, thì ngoài cái chuyện cái tải lượng CV nó cao ngút ngàn, nó cả triệu cả tỷ phiên bản đó, thì quý vị còn khổ sở thêm là cái men gan nó cũng tăng rất là cao. Thì trong những cái giai đoạn mà đang bị cái phản ứng viêm nhiều, nó đang bùng lên như vậy, thì có thể mình sẽ sử dụng một nhóm thuốc gọi là thuốc hỗ trợ để giúp nó hạ men gan. Thì trên thị trường giờ nổi tiếng nhất là cái nhóm mà có liên quan tới Silymarin á, hoặc là mình gọi là cây kế sữa đó ha, Nutrafol, nó là của nước ngoài đó, là nó những cái dạng là Nutrafol thì là nó để hạ men gan. Còn cà gai leo hay cái gì đó đại khái rất là nhiều thứ VG5 rồi quảng cáo đủ thứ chuyện trên đời, thì tất cả những cái đó nó chỉ đều được gọi là hỗ trợ để mà góp phần làm hạ men gan. Nhưng cũng xin thưa luôn liên quan tới bà bầu nè, những cái thuốc hạ men gan đó không có ai nghiên cứu trên thai phụ hết nha. Cho nên là giả sử một bà bầu mà bị viêm gan B bùng phát lên, men gan có tăng lên 1.000, 2.000 gì đó, cũng không được uống bất kỳ một viên thuốc hạ men gan nào hết, mà chỉ uống một thứ thôi là tenofovir 300 mg. Và thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần dùng một loại thuốc đó thôi cũng vẫn cứu được bà bầu, rất nhiều bà bầu vẫn qua khỏi ha, và vẫn ổn định như thường. Đương nhiên là trong giai đoạn cần phải nằm ở bệnh viện để coi có biến chứng suy gan gì không. Còn nếu may mắn không có bị suy gan gì hết thì làm men gan xuống xuống rồi cho về nhà, dặn không được uống một viên thuốc nào để hạ men gan hết nha. Cho nên những cái thuốc hạ men gan chỉ là thuốc hỗ trợ thôi, có lúc men gan tăng uống cho vui, cho cái tâm lý mình nó yên thì cũng được. Và đương nhiên thì người ta cũng thấy là có vẻ là nó giảm nhanh hơn một tí, nó hạ men gan nhanh hơn một tí, thay vì mình để trơ ra chỉ dùng thuốc đặc trị thì hỗ trợ thêm nó nhanh hơn. Nhưng trong trường hợp mà đang có thai thì phải, lúc này là phải hy sinh vì con đó, thà là men gan của mẹ xuống chậm chút được nhưng mà đừng uống thuốc hạ men gan, nhưng phải dùng thuốc diệt siêu vi ha. Và qua chuyện này cũng nói luôn là quý vị đừng có quá khổ sở vì cái chuyện uống nhiều thuốc. Thật ra viêm gan CVB mặc dù nói nó đi từ năm này qua năm kia khổ đời vậy đó, nhưng thực ra là sau này quý vị chỉ cần uống trong vòng chừng 2-3 tháng đầu men gan nó còn cao thì hỗ trợ này hỗ trợ kia thôi, chứ còn thường là từ tháng, nhất là từ tháng thứ 6 trở đi thì hầu hết là men gan nó đã bình thường rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần uống một viên thuốc đặc trị là đủ ha, chỉ không cần phải nặng bụng mà uống thêm cà gai leo uống gì. Và xin thưa là đừng có nghe người ta nói thuốc này tốt thuốc kia tốt rồi mình cứ uống nhiều cái tốt vô hy vọng nó tốt hơn, không hề tốt hơn mà xấu hơn thì có rồi. Ở bệnh viện cũng chứng kiến nhiều thảm cảnh lắm quý vị ơi, tức là thuốc đặc trị uống rồi đồng ý đi, nhưng mà còn lo xa đi ra uống thêm mấy cái gọi là thảo dược, thuốc gia truyền 3 đời 4 đời gì đó không biết, rồi cuối cùng là gì, siêu vi là ổn định rồi, dưới ngưỡng rồi, đang yên đang lành cái tự nhiên vàng khè chạy vô bệnh viện, men gan tăng ngút ngàn lên mà định lượng siêu vi dưới ngưỡng, nó mới tức mình, nói bác sĩ nó không biết là còn bị cái đứa nào tấn công vô đi tìm con này con kia tùm lum. Nhưng mà hỏi kỹ ra cuối cùng bệnh nhân mới thú thiệt là đó là ý uống thuốc 3 đời 4 đời gì gia truyền gì đó, thì đó là viêm gan do thuốc rồi nha, khổ vậy đó. Cho nên nhớ là không nên dùng thuốc mà không rõ cái nguồn gốc, là đừng có bao giờ nghe quảng cáo và dùng thuốc. Và đừng bao giờ, à có một chuyện nữa quý vị, thấy người ta uống thuốc đó hết bệnh rồi cái mình nghĩ mình uống thuốc cũng hết bệnh nha, nhất là CVB. Tại vì sao, bác sĩ hay nói CVB là điều trị suốt đời, cái người ta nghe ta nản chí lắm. Thì thật sự á, có phải là điều trị suốt đời không? Thì cho tới bây giờ nó là mặc dù người ta hay dùng là chị điều trị suốt đời, nhưng thật sự những bệnh nhân mà tuân thủ điều trị là đều có đích đến. Và 20 mấy năm tôi theo dõi là rất nhiều bệnh nhân đi tới đích, tức là họ hoàn toàn họ có thể ngưng trị được chứ không phải điều trị suốt đời. Nhưng mà cái mốc ngưng trị thì nó tương đối là nó khó, phải cân nhắc từng người, nhưng sẽ đi tới đích chứ không phải là điều trị suốt đời đâu ha. Rồi có nhiều trường hợp mấy đi gặp bác sĩ này uống thuốc năm này qua năm kia không hết, đi vô ông kia uống thuốc 6 tháng thử mất tiêu siêu vi hát bé ra đây âm tính mất tiêu ha, ghê quá. Vậy là ông đó là danh y rồi, thần y luôn rồi, trong khi bác sĩ tây y uống cả mấy chục năm không hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, CVB nó có hai dạng nha. Một cái dạng thật sự nếu là nó là viêm gan B mãn tính, tức là đã bị lây từ lọt lòng mẹ ra mà bị lây rồi đó, thì khó lòng mà nó hết lắm. Và nó hết thì cũng có một số người là do cái đáp ứng miễn dịch họ, nhưng mà cũng không thể nào mà một sớm một chiều vài tháng mà uống thang thuốc mà nó hết, không có chuyện đó đâu. Nhưng lúc nãy có nói quý vị đó, tức là một khi mà cơ thể đã trưởng thành, một cơ thể đã trưởng thành rồi
chỉ cần trưởng thành là gì, trên 15 tuổi là coi như trưởng thành. Nếu chẳng may bị nhiễm siêu vi B đó, thì trên 90% thậm chí 99% tự cái cơ thể nó sẽ phản ứng, nó thải trừ con siêu vi ra. Có thể là bị vàng da vàng mắt lên ghê gớm lắm, vô bệnh viện nằm hoặc quẹo tưởng là bệnh gì ngặt nghèo lắm, nhưng mà bác sĩ mà xét nghiệm ra mà thấy viêm gan B cấp là thôi thở phào, miễn là đừng có suy gan thôi, chứ nó vàng cách mấy nó vàng, men gan nó tăng 2-3 ngàn gì kệ, miễn là nó đừng suy gan là coi như tuần sau, 2 tuần sau là cùng xuất viện, và chừng 1-2 tháng sau là mọi thứ về bình thường, 3 tháng là siêu vi mất tiêu nha. Thành ra nếu mà cái người này nè mà đi ông thầy nào mà uống hút thang thuốc á, rồi sau đó lên gặp bác sĩ tây y xét nghiệm lại âm tính, cái rồi ca ngợi nhờ ông thầy đó uống thuốc một cái, một thang thuốc một cái mà hát bét ar âm tính, trong khi uống thuốc tây y, tôi uống thuốc tây y 10 năm không thấy âm nha. Tức là người ta gọi là phước chủ ngoài thầy đó, ông thầy đó là quá phước chủ ngoài thầy. Nói tóm lại, khẳng định với quý vị luôn, đã gọi là siêu vi B mãn tính, bị nhiễm từ nhỏ cho tới lớn, thì không có cách chi mà uống một vài thang thuốc mà nó hết nha. Còn những người mà nó hết mới tháng này dương tính, tháng sau âm tính, thì những người đó là may mắn, họ không phải bị nhiễm từ nhỏ, họ đã lớn rồi họ mới bị nhiễm, và họ có khả năng tự thải trừ được, chẳng cần ông thầy nào cho miếng thuốc nào hết, họ cũng tự thải trừ. Và thậm chí đó, chúng ta thực tế gặp rất là nhiều người đi kiểm tra để chích ngừa nhưng mà có kháng thể rồi, không tốn tiền chích ngừa, lấy đâu ra kháng thể, thì chính là cơ thể đó đã bị siêu vi B xâm nhập rồi, và họ tự xử luôn, họ có kháng thể luôn, không cần ông thầy cho viên thuốc nào hết. Dạ vâng, dạ thưa cô, thì đúng là em check cái tin nhắn á, thì còn có rất là nhiều câu hỏi gửi đến chương trình của mình, nhưng mà đáng tiếc là thời lượng của chương trình của mình có hạn á cô. Thì cũng rất tiếc và cảm ơn các bạn khán giả xem đài đang gửi rất nhiều câu hỏi đến chương trình, thì em sẽ đưa cho mình câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ bác ơi, em đang điều trị kháng virus viêm gan B, giờ em không đi khám được, em có thể mua que thử nhanh HBS AG để thử xem có cần ngưng thuốc được hay không, em gần hết tiền mua thuốc rồi ạ. Dạ đúng là một chia sẻ rất là tâm tình đến bác sĩ ạ. Cái mà đau lòng nhất là cái chữ hết tiền đó, thì đúng là không biết làm sao đó nha. Hết tiền thì đúng là không biết làm sao luôn. Ngày xưa thì mình nói hết tiền thì ra đi lãnh thuốc bảo hiểm thì cũng có mấy chục ngàn là lãnh thuốc được thôi. Còn nếu mà bây giờ mua thuốc á, thì theo cô biết nếu mà mua cái đang dùng, nếu mà thuốc dùng đặc trị siêu vi B mà rẻ nhất á, là tenofovir 300mg á, mà có những hãng như là của Stella hay Savi gì đó, tại vì nói chung là bệnh nhân ở nhiệt đới phần lớn bệnh nhân nghèo hay dùng thuốc bảo hiểm lắm, thì thuốc thiệt ra là nó rẻ lắm luôn, một tháng thuốc thì chắc tầm chừng 200.000 thôi à. Có nhiều bệnh nhân như vậy chỉ cần dùng thuốc khoảng chừng tầm 200.000 một tháng là không có bảo hiểm á, cái viên thuốc nó chỉ 6-7 ngàn và một tháng thuốc từ tầm 200.000 ha. Rồi nếu thật sự mà mình đang cần điều trị thì đúng là không thể ngưng thuốc, ngưng thuốc nguy hiểm dữ lắm, và lại càng không thể dựa vô cái tác nhân HBS AG âm tính để mà ngưng thuốc được, bởi vì cái đó nó không có gì chắc chắn cả ha. Và nếu mà ngưng thuốc mà lỡ đâu mà nó bùng phát siêu vi lên thì khổ dữ lắm đó ha. Nhưng mà nói chung thôi, cái trường hợp đó bạn ơi, thì có thể là bạn nào mà có cái tin đó nên liên hệ với trực tiếp với cô đi nha, liên hệ trực tiếp, cô có cái số Zalo, bạn liên hệ trực tiếp đi, cô sẽ có cách giải quyết cho bạn nha, hứa luôn nha, nói rõ ràng bạn đó tên gì đó rồi không biết nữa, nhưng mà thôi bây giờ là cứ gửi tin nhắn Zalo và nhớ là chụp hình đàng hoàng, nếu xài đó thì phải chụp hình giùm cô đầy đủ là cái toa thuốc chính xác đang xài là toa thuốc gì, rồi cái tải lượng siêu vi, tải lượng siêu vi lúc bắt đầu điều trị, rồi những cái kết quả, tại vì khi quyết định là cô cần phải coi cả một quá trình, là thật sự là thứ nhất là bạn đó đúng chỉ định điều trị không, nhiều khi là chưa có chỉ định điều trị thì muốn ngưng thôi, thật sự mình chưa có chỉ định điều trị, còn nếu thật sự đã có chỉ định điều trị rồi thì không được ngưng nha. Rồi cho nên là như chú ý dùng cái bạn đó và cố gắng liên kết với cô ha, để cô giải tỏa cho bạn đó nha, kể cả chuyện thiếu tiền luôn cô cũng xử được rồi. Dạ dạ, các cảm ơn sự nhiệt tình từ cô ạ. Rồi tức là dạ. Thì bởi vì là chương trình thì thời lượng cũng đã sắp hết rồi, thì rất là cảm ơn các khán giả đã gửi câu hỏi đến chương trình này. Thì những câu hỏi mà các bạn đã gửi đến chương trình mà không được giải đáp á, thì các bạn có thể liên hệ qua số Zalo của cô Thị Thúy Hà, không có cần cách bạn Zalo, và cô sẽ từng tự trả lời các câu hỏi, sẽ không bỏ sót một cái ai cả. Dạ xin cảm ơn ạ. Và sắp tới thì vào ngày 28 tháng 7 sẽ là ngày Thế giới phòng chống viêm gan, thì cũng nhờ điều đó thì buổi livestream ngày hôm nay cũng trở nên ý nghĩa nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Dạ thì dạ, em mời cô Hà mình xin chào tạm biệt khán giả. Chào mọi người.
Và xin chúc mọi người giữ gìn sức khỏe và bình an qua Covid nha, bình an qua Covid, rồi chúng ta còn một chặng đường rất dài đối với siêu vi B nữa, nhưng trước hết phải bảo vệ và bình an qua Covid đã quý vị nha. Xin chào mọi người.